cũng có thể kết hôn. Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc chứ không phải là đùa. Thì đấy là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm được anh. 1 năm. Tại vì năm sau á là năm học tuổi, nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi, nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay được. Anh kết rồi. Còn thì nắm hai tay được đi. Em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và tất cả các bạn khán giả đem xem chương trình trong hội trường ngày hôm nay. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh Nhân Thiên. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương. Thiên làm gì Thiên? Dạ, nghề chính của em là môi giới bất động sản. Mùa này bán được không? Dạ, mùa này hơi ế. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm gì việc gì? Dạ, công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. Trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi, em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cộng Bố á, lên đó cũng gần. Về gần ha. Dạ. Hợp lý, không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì à, Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em biết hát đòn. Và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha. Ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok, coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn ngon với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi, tự bà cất nha. Tự bà cất đồ, bà kiếm không được cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi, mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình. Wow. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu. Có vài tháng tìm hiểu thôi. Thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Dạ. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được. Nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn. Mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất được 2 năm. Và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả? Cũng 3 mối tình trắc trở gì? Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu của nhau rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng, người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi, ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi, mới là người quan trọng. Cái này hay nè. Đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào, thiệt tình luôn. Ây, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào em? Dạ,
Cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ, chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùn này kia? Dạ, chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả? Được không Thiên? Em có mét 65 à. Thiếu 5 phân, được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp thì tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok, rồi bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Thưa chị. Rồi, chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen chị. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ, dạ, để em có nhu cầu gì không? Dạ nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản chị. Em làm được nên là không cần phải bạn nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị. Em thường làm gì 4:30 em về. Em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái em té xỉu liền chị nói. Em làm được hết á. Bây giờ mình hỏi về người thân đi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết. Tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó chị. Rồi sao thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ em có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. Em nhìn anh em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở thủ dầu một mà khúc nào của thủ dầu một? Dạ ở cách mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em á, nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối. 8:30 em mới xong việc. Có khi đến 9 giờ tối. 1-2 giờ khuya nữa. Anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không? Mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi, em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc. Chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm học tuổi. Nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi. Nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay không? Như thế rồi. Nhìn con bạn thì gái nắm hai tay này Thiên. Nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc. Anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bác được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu.
Dù biết tình yêu không thể gian sinh cũng không hề dai mượn. Sao từ bóng tối cô đơn, tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chẳng tàn cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một cung hình. Xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà tuyển chưa đổ bên. Trời ơi hay quá, ngọt cái mí lùi luôn á. Trời, được rồi. Hai bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Rồi, chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Đầu xuôi đuôi lọt, hy vọng cặp này bấm luôn nha. Nào, bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và mọi người khán giả. Thì em tên là Đặng Văn Cường. Cường sinh 1989, quê quán và ở Sóc Trăng và làm việc tại Sóc Trăng. Làm gì Cường? Dạ em làm của bên nhân viên tập đoàn Thế Giới Rộng, bán hàng. À em bán hàng hả? Dạ. À bán hàng trong Thế Giới Rộng đúng không? Dạ. Mời nhà mời gái. Mời nhà gái nào. Chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh với lại khán giả ở trường quay và chào bạn nam. Mình tên là Lê Thị Kim Khoa, sinh năm 1991. Thì tuổi em bây giờ cũng là 30 cộng mấy lẻ rồi. Quê em thì ở Vũng Tàu, hiện tại thì em đang làm việc ở quận Nhất. Em làm công việc gì? Em làm một công việc hành chánh ở Bệnh viện Tư. Em ở đây với ai? Em ở đây với em gái. Bây giờ mình nói rõ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em trai. Em là người miền Tây, hiền lành chất phác, có năng khiếu là nấu ăn trong gia đình. Và không có hút thuốc hay là cờ bạc. Tốt. Khuyết điểm thì em còn hơi ít nói. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em thì chắc là em học tập nhanh, biết nấu ăn. Nói chung là cũng là kiểu phụ nữ truyền thống. Chỉ có một cái khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng quá. Cho nên nhiều khi giao tiếp nó sẽ không có được khéo lắm. Đường tình duyên sao nè em trai? Đã ly hôn rồi em. Ly hôn, kết hôn bao nhiêu năm? Sống với nhau khoảng 3 năm mấy 4 năm. 3 năm mấy 4 năm, có con? Dạ không có con. Rồi lý do chia tay đó? Chia tay thì nói chung thì gia đình em cũng khó khăn và bên gia đình vợ á, nói chung là cũng khi dễ là không có gắn bó bên gia đình em. Hoặc ít quan tâm.
Anh nghĩ không phải khi dễ đâu. Thật ra là nếu khi dễ người ta không sống tới 3-4 năm đâu. Cũng có thể là chưa có con rồi cũng sự gắn kết nó không có đó. Dạ. Rồi chia tay lâu chưa em trai? Chia tay cách đây cũng 2 năm anh Quyền Linh. 2 năm rồi. Dạ. Hiện nay em sống ở Sóc Trăng với ai? Dạ em sống với ba mẹ em. Ở huyện nào? Dạ huyện Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Huyện Mỹ Xuyên. Thế ra huyện Mỹ Xuyên cũng là sát bên Sóc Trăng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ lấy vợ về thì có phải làm dâu gia đình mình không? Nói chung thì em là con trai út nên ví dụ như bây giờ mình có cái công việc gì đó thì mình cứ làm việc theo vị trí ở đâu thuận lợi thì mình làm. Rồi sau này về sau thì mình có điều kiện thì mình có thể về sống với ba mẹ đi phụng dưỡng ba mẹ. Thí dụ giờ bạn gái thành phố Hồ Chí Minh đang làm ở đây. Dạ, em dự định sẽ lên đây lập nghiệp luôn. À, cũng rồi đó, cũng có thể lên đây lập nghiệp cho nó tốt hơn, bởi em cũng còn trẻ mà đúng không? Dạ. Đó là bên nhà trai chúng tôi đó. Rồi, nhà gái đã nghe rồi ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào em? Em chỉ trải qua một mối tình thôi. Mới kết thúc đây được 2 năm. Tụi em quen nhau được khoảng 8 năm rồi. Ồ, quen 8 năm. Dạ. Quen lâu như vậy thì lý do gì khiến tụi em phải chia tay? Nguyên nhân thì thật sự em cũng không biết luôn. Tại vì có một cái giai đoạn là khi bạn đó tốt nghiệp xong rồi bạn đó đi làm. Chắc là trong một môi trường mới, bạn có một cái định hướng mới chẳng hạn. Nhưng mà em chỉ thắc mắc một cái là không biết lý do vì sao bạn lại ngưng liên lạc với em trong khoảng thời gian đó. 2 năm liên tục như vậy thì em tự buông thôi. Chứ tụi em cũng không có một cái lời nói nào chính thức với nhau cả. Vậy thì chắc có lẽ là tình cảm của người ta dành cho em cũng không có đủ lớn. Chắc có người thứ ba rồi. Nói tóm lại là không yêu thì có ngàn lý do để chia tay. Thậm chí không cần lý do, người ta cũng lủi thủi chia tay luôn. Lén chia tay luôn. Lủi thủi chia tay. Bỏ qua đi. Đúng, chúng ta đóng cái trang đó lại đi. Bây giờ chúng ta mở một cái trang mới cho nó tươi trẻ, nó vui vẻ hơn nè. Vui lên nào. Muốn có người bạn trai như thế nào? Cũng ưa nhìn một xíu, cao ráo khoảng tầm trên 1m7 là được. Đợi chị Lan qua, chị Lan coi một cái đã. Ngon, mời, đẹp trai. Dạ, chào nhà trai, ngon lành em ơi. Trai tôi đẹp trai, ngon lành nha. Tại vì em cũng hơi ít nói, không có hoạt ngôn nhiều lắm. Cho nên là bạn có thể là vui vẻ một xíu. Sao em? Dạ, em ngoại giao được chị Lan. Đó, ngoại giao được. Rồi, bù trừ. Nói chung anh kia cũng hiền lắm nhưng ngoại giao được. Biết chia sẻ, quan tâm gia đình. Tại do nhà em cũng đơn chiếc á, ba mẹ chỉ có 2 chị em gái thôi. Cho nên nếu mà bạn lâu lâu về thăm nhà em thì cũng được. Bạn kia thì thật ra cũng có gia đình rồi, cũng có kinh nghiệm về gia đình rồi. Chỉ có không có duyên nào với nhau nên là anh nghĩ rằng về chăm sóc gia đình chắc cũng ok lắm. Hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Em có ngại khi gặp một người đàn ông đã có gia đình chưa không? Tại vì tuổi này thì em cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà em muốn biết rõ là thực chất là cái vấn đề ly hôn là do ai. Thì nãy anh cũng nói sơ sơ rồi đó. Dạ. Không? 3 năm mấy thì nó chắc cũng nhiều vấn đề. Nhưng mà hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau. Anh nghĩ rằng bạn bên kia cũng chưa có vướng bận cái điều gì hết thì cũng rất là ổn luôn ha. Bây giờ này, nhà gái cho chị Lan biết là em có cái điều gì mà em không thích ở con trai không? Không khoe mẽ, đôi khi biết nhường nhịn lắng nghe nhau. Hoặc là có vấn đề gì đó mà xảy ra xung đột thì cũng nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau và chia sẻ chứ. Rồi. Em im lặng riết rồi, bạn cũng im lặng thì không nên. Rồi, những gì mà bạn gái chia sẻ thì em thấy sao? Thì em có thể làm được hết trơn chị Lan. Cũng như có công việc gì đó thì hai người cùng bàn bạc và đưa ra một cái ý kiến chung để giải quyết vấn đề. Ở phía em cao ráo siêu mẫu rồi gì về bạn gái em tìm thì nói chung là ngoại hình dễ nhìn thôi, và quan trọng là tính cách người bạn gái mình, cùng cố gắng để xây dựng một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với em rể. Em rể hả? Em thấy nhà gái tương lai sao nè? Dạ em chào chương trình, chào anh Quyền Linh với chào chị Ngọc Lan. Em đến đây để tham gia chương trình này cũng vì ông anh để xây duyên cho ảnh. Thấy chị gái này cũng là ok. Nói chung em cũng chỉ mong là khi qua cái chương trình này anh chị sẽ đến với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn, tiến hơi sâu hơn trong cuộc sống. Em thấy là ok đó anh. Dễ thương không? Cái dễ thương để ông anh đi chứ em không dám nói câu đó. Quá dễ thương chứ. Dạ. Vậy được rồi. Này trai tài và gái cũng xinh. Em đi với ai em gái? À, em đi với 2 bạn đồng nghiệp ạ. Rồi chào các bạn. Dạ em chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào tất cả mọi người trong hội trường ngày hôm nay ạ. Em thấy anh này rất là hiền, rất là sống tình cảm. Thì hy vọng là hôm nay hai người đến với đây là đã duyên với nhau rồi. Thì mong là sau chương trình thì hai người cho nhau cơ hội nhiều hơn. Rồi có thời gian để tìm hiểu với nhau và thông cảm cho nhau, có thể là có thể tiến tới được xa hơn. Dạ, xin hết ạ. Rồi, nào, mở ra. Rồi, thoải mái lên nào. Ừ.
Dạ, cảm ơn. Ý nghĩa món quà đó là mình hai cây son, một cây son môi và một cây son dưỡng. Thì son môi thì giúp cho em đi những đám tiệc dạ hội đó đẹp hơn. Rồi son dưỡng thì những ngày mùa đông thì giúp cho em không bị môi của mình sẽ được tự nhiên hơn. Dạ, cảm ơn anh. Thì em có một cuốn sách, hy vọng là có một số cái gì đó nó giúp cho mình thoải mái hơn ha. Dạ, cảm ơn em. Dạ rồi. Rồi, mời hai bạn về chỗ nào. Em cảm nhận về anh thế nào? Được ạ. Chỉ là cần phải tìm hiểu thêm thôi ạ. Với lại em nói trước là em hơi khó tính. Anh thấy em sao ạ? Thấy em rất là dễ thương. Rồi, cảm ơn. Bây giờ Sóc Trăng, Sài Gòn hẹn hò sao? Nói chung thì giờ khoảng cách hơi xa nhưng mà dự định sắp tới anh sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp. Rồi, cho anh hỏi giùm nhà gái luôn. Cụ thể em đang làm gì? Kỹ thuật hay là quản lý hay là... Dạ em lên quản lý rồi nhưng mà em chưa có shop để em làm. À tức là quản lý rồi đúng không? Dạ. Thật ra cũng có kinh nghiệm nhiều về quản lý rồi. Song hành với đó thì em phải nghĩ một cái gì đó phát triển kinh tế riêng cho mình. Em học ngành gì ra? Em học cái ngành công tác xã hội. À. Thật ra là ở thành phố Hồ Chí Minh này chỉ sợ chúng ta làm biếng không làm thôi. Thật ra nếu mà cố gắng làm việc thì mình sẽ có rất nhiều cái điều kiện để làm. Dạ. Bạn trai lên thành phố Hồ Chí Minh rồi bạn có thể làm việc để cùng nhau phát triển không? Dạ được, với lại được. Hiện tại em cũng đang sống ở đây mà. À đó, vậy là hai bạn có thể tìm ra một phương hướng để chúng ta cùng nhau yêu thương nhau, cùng nhau kết nối với nhau, cùng nhau phát triển là được. Định hướng đi, bao lâu mình cưới vợ? Cũng nói chung tuổi anh cũng lớn nên dự định anh thì nếu được thì mình có thể quen và tìm hiểu 6 tháng gì đó em. À, dự định thì anh cũng muốn sinh em bé đó luôn, tại tuổi anh cũng hơi lớn rồi. À dạ. Cái này thì... Thấy ý kiến em sao không? Chắc em cũng được. Giờ tụi em cũng lớn rồi, mặc dù gia đình không có hối nhưng mà mình tự giác thôi. Bây giờ em bước tới nắm tay bạn gái coi coi. Chủ động nào. Đấy, sát gần với nhau. Đó. Có thể bây giờ cũng ngại ngùng ha. Em có thể hát tặng bạn nữ cái gì đó. Giờ thì đến chương trình thì em gửi đến anh Linh, chị Ngọc Lan và quý vị khán giả cùng bạn gái. À, một cái khúc được mang tên Duyên Nợ Miền Tây. Cái khúc này là ý nghĩa anh dành tặng cho em luôn ha. Đó, em hát nhìn bạn gái hát đó. Hai người giao lưu nhau cho nó quen đi. Rồi, nắm hai tay nào, nắm hai tay đó. Luôn nè. Anh là trai miệt vườn, nơi đô thành em là gái hiền lương. Thương là thương em rồi, mong đôi mình nên nghĩa trao cao. Thương mối tình đậm sâu, đôi ta được bền lâu. Cho tròn câu hẹn ước, anh và em sẽ kết duyên mặn nồng. Hay quá. Nắm tay nhìn thẳng vô bạn gái nào, hai tay vô nào. Để em nhìn thôi. Em thấy đó, em thấy được không? Nụ cười tươi không? Thấy thương. Sao? Quá dễ thương. Quá dễ thương đúng không? Dạ. Cảm xúc của em gái thấy bạn trai thì sao? À, dạ được ạ. Được không? Dạ được. Thì có duyên mình gặp nhau. Thì anh tin chắc càng sau này, ví dụ như hai đứa mình đến với nhau thì anh sẽ lo cho em được đầy đủ. Và không bao giờ để em phải buồn. Dạ, thì cảm ơn. Bây giờ nếu được thì mình cho nhau cơ hội nha. Bạn gái cảm giác thế nào nói bạn trai nghe đấy. Tại vì em sống thiên về tình cảm. Với lại nhà em thì thật sự là nó hơi đơn chiếc. Có hai chị em gái, bây giờ có mỗi ba mẹ ở nhà thôi. Em nói trước luôn là hiện tại là có một mình em là đang đi làm. Trước năm 2020 thì em gái em có đổ bệnh, mới mổ xong, cho nên cũng không có đi làm được, đang ở với em. Rồi năm vừa rồi là ba em có đột quỵ. Thì em cảm thấy là trước mắt là em nói thẳng là em đang hơi có gánh nặng gia đình. Nếu mà anh cảm thấy không, em không cần anh phải gánh giùm. Chỉ là nếu mà chia sẻ được thì mình chia sẻ nhau thôi. Em cũng không muốn trao gánh nặng đó cho bất kỳ ai cả. Em tự làm được. Anh sẽ chia sẻ cùng em. Cảm ơn. Được quá. Dễ thương quá. Ok, rồi. Rồi, tao về ghế thôi. Tất cả những gì mà chúng ta nghĩ, ta đã nói ra hết cho nhau biết rồi ha. Tất cả những cái gì mình đang nói, nó là sự thật. Và chúng ta tự cảm nhận cái thật đó. Nếu ta đồng ý, bấm ngay cái nút đó. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Đó. À, món quà của bạn gái tặng. Đây là quà của bạn trai. Và một nụ hôn đầu tiên nào. Anh xin đó là minh chứng để ta bấm bằng cả trái tim của mình. Dạ. Xin phép.
Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Bánh cookies rắc hạt Goodie Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia tốt cho sức khỏe. Cùng với thiết kế màu vàng sang trọng, tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goodie Gold trọn kết nối thêm yêu thương, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng. Mình chạy 5, 4, 3, 2, 1, bắt tay. Nguyên Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại cùng ngày vào lúc 20h15 trên kênh YouTube NCV Media và ứng dụng Net Love. Rất nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đem chúng ta quá nhiều cảm xúc, có những giọt mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt đau buồn, thậm chí là có những cuộc tranh cãi nảy lửa với mẹ chồng nàng dâu. Câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi chưa biết thế nào. Bây giờ ta sẽ bắt đầu câu chuyện mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay đến từ Nghệ An. Chào chồng nàng dâu. Chị giới thiệu mình trước đi nè. Dạ, xin chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, chào em Lê Lâu. Dạ, chào cô. Dạ. Mình là Võ Thị Hương, đến từ Thanh Chiếu, Nghệ An. Và chào quý khán giả được đến đây tham dự chương trình Mẹ chồng nàng dâu, mình rất vui ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin mời nàng dâu ạ. Dạ, xin chào Quỳnh Linh, mang chào chị Lê Lâu. Chào khán giả xem chương trình. Mình đến Lâu Hồng Ngọc, năm nay 29 tuổi, mình cũng đến từ Thanh Chiếu, Nghệ An. Đây là lần đầu tiên trở lại chưa, mình phải hỏi chuyện này trước đã. Đúng rồi, hỏi đi con. Ngọc làm dâu bao nhiêu lâu? Dạ em làm dâu đến năm nay, bắt đầu được sáng lập thực sự á. Wow, cái nhiều rồi đó. Dạ. Bắt đầu tuổi là 2020. Vậy là mình có em bé chưa nhỉ? Dài có một bé đại gần 3 tuổi ạ. Tụi mình đứa trai nữa được. Làm dâu 4 năm rồi. Bây giờ trở ngược lại trước 4 năm. Mình gặp ở mẹ chồng, mình ấn tượng gì với mẹ chồng? Nếu như mà hỏi ấn tượng thì thật ra là gia đình em và gia đình mẹ chồng cũng ở gần nhau. Nhưng mà trước đây không biết nhau. Em cũng không biết mẹ và chắc mẹ cũng không biết em. Cũng gần nhau sao không biết hàng xóm chứ. Là cùng một xã em biết bố chồng nhưng lại không biết mẹ. Bởi vì là bố cũng làm công việc nhà nước, làm ở xã. Cho nên là em biết việc bố nhưng lại không biết mẹ, vì mẹ làm ngoài trời á. Sau này em không biết. Xong cái ấn tượng lần đầu thì em được mang em gặp mẹ cho có thấy mẹ nhìn rất là trẻ, chúng là rất trẻ, đúng là cũng cười rất là tự nhiên vậy. Có một điều ấn tượng là mẹ trong là khi nào tập cùng nhường và như thế này không, nguyên nhân là nhưng mà lúc nào tập cũng cứ để mẹ như này, nên thì mình cũng vậy, mẹ cũng rất là vui vẻ để đúng hai người và đặc biệt là thấy rất là hai người. Cái cô tóc và bàn rõ là đây là đúng không? Thích làm đẹp đúng không? Mẹ thích làm đẹp. Nhưng mà trước đó thì cô có biết nàng dâu này của mình ở trong xã với mình không? Dạ có, nhưng có biết, nhưng mà đi không xa không ra đi cả cháu là bé đi học. Cho nên là mình cũng được gặp. Nhưng mà biết thì có biết, thì hai gia đình mình có biết nhau thì được hết. Chứ con này gặp cho kiểu là chưa. Còn như tụi bạn sống thì có biết tính cô này. Tính tình cô này biết không? Cũng chưa biết. Nhưng mà nhìn thấy người mặt đầu tiên á, khi mà con trai mình đến trước đây là bạn gái thì mình có ưng không? Cũng biết lắm, mà khi lần đầu tiên là con trai đứa đứa vậy là nhìn thì cũng xinh lắm, chứ mà cũng biết lắm mà mẹ cho ứng luôn á. Ừ, không bị gì cũng thế sinh thôi hay là không chưa sinh mà không bị tài nắm mà nó cũng về trong ngày cái đầu là lần cuối cô này về làm cho luôn cười luôn là kiểu nghề sao mà Ngọc nói cái gì mà khéo miệng như vậy. Cái gì giờ buổi đầu gặp mẹ chắc là mẹ nhà Ngọc là ưỡn lình lắm, ưỡn lình đừng gọi là không phải là một mình Ngọc, nhưng mà sáng nay gặp đâu thầy gọi là khi những người khác ở bên ngoài chỉ cần là mẹ nhà Ngọc chỉ cần khen tệ thôi, khen chữ thôi là phải là cười mà lại tất cười từ sáng đến chiều. Thầy cũng ai khen mẹ trẻ mẹ sướng là cười ngay là một cái quý ơi. Ơi bây giờ bất kỳ ai giờ đó thử cái chú già đi con cao không cho biết. Ôi đẹp cao quá. Bái liền đó là nói gì là miếng đầu thay mâm phổi đó. Giờ lời khen là đi đầu câu chuyện ha. Khen đứa đó con không được đẹp luôn. Nói đúng. Ủa không có nghe chứ. Nó là trong xóm này á, cái câu đầu tiên hết sức là quan trọng. Dạ đúng rồi. Đôi khi mình nói không thật nhưng nó cũng như vậy là chúng ta đã có những cái tình cảm nhau từ đầu rồi. Người ta Ngọc có duyên lắm á. Chú mà nhìn con ngay đầu thì là con rất là nét. Một cái nét rất là dễ nhớ luôn. Còn mẹ con cũng nét dữ luôn á. Còn màu sắc thì tươi nữa. Đẹp quá. Hai cho con đẹp hết. Rồi vậy thì mình bao từ lúc gặp nhau đó được ra đưa về bao lâu thì mình cưới nhau? Dạ, cho đó đi.
Em và chồng, anh chồng và chồng của mẹ nhỏ 2 năm thì ở bên nhanh, chưa bao giờ gặp mẹ. Lần đầu tiên gặp mẹ là cái lúc mà chủ sĩ đó em ở trong chủ. Về cái việc là yêu nhau để xây dựng cái sự nghiệp á, sẽ đạt như thế nào? Sau khi đã có sự nghiệp rồi, đã có tiền đàn, từng đó đi tới một năm, thì nghỉ khoảng 2 năm á, thì phải rất chậm lắm. Ừ, không muốn, không muốn là được gái chỉ tập quyền rồi. Gái bạn thôi giờ đi, chỉ mình lấy nhau, có gì là bắt làm dâu mình làm gì ở đâu? Dạ, con cũng chưa làm dâu với lại. Anh có chịu em về làm dâu mình sẽ làm được ở đâu, ở thành phố hay là ở dưới quê? Mình làm dâu hay không thì cần bảo vệ, chứ mình đã làm gia đình với một thằng đàn ông thì việc đầu tiên phải bắt buộc bấm và bắt buộc phải có một người tên cần. Thì cái vấn đề làm dâu hay không thì do người lớn cũng để chia sẻ cho nó với nhau. Nếu mà em lên thì ok, phải sẽ ổn định. Nó đúng là về đen đó. Theo đây là cả lớp đại học không? Đại học không? Tôi là như thế là nhìn chút hết con. Tôi nghĩ là cháu sẵn sàng như vậy đó. Dạ tại vì con con đi làm thường nên đó, chứ không phải là lên vô đại học như vậy. Là cô làm cái gì gì con cũng làm lắm, cái gì cho nên cháu cũng làm. Vậy hả? Dạ, cho nên là thường ba mẹ con sẽ cản con là cái việc này là của đàn ông không được làm. Còn hiện nay anh ta là nữ, nhưng mà kiểu con là cứ ngồi không một việc thôi. Đôi lúc mệt quá thì có thể nghỉ ngơi, nhưng mà tính con tự làm như thế. Tốt mà tính con được tốt, thì ra đàn làm nhiều thì con đã hay bị kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm mà. Rồi thấy cái chuyện mà làm vợ là làm cho mình đi cũng xa tên đúng không? Dạ, tại vì con cứ làm việc nhà, cứ nấu ăn lên rồi cũng là một người một gia đình. Làm dâu khá là con. Dạ, dạ. Điện trên bộ thì nó tăng lên chậm. Là bác sĩ nói với tôi đi chuyện đây. Hai thịt cũng chẳng được rất là nhịp. Nam đi là người đã đi một cô gái. Đúng rồi là nó làm quá tỏa sạch. Như gì mà nóng gì nhờ. Thấy là số là một số ốc thức thì được rồi khá tên. Em cảm thấy anh rất là tốt và rất là tự tin, can đảm và theo trường hợp chân thành. Em mong muốn là mình sẽ có cơ hội đi cùng nhau lâu dài và có thể tiến hóa hơn. Được quá, tốt quá, hai đứa gì thế? Đang đỏ tay còn bấm nè. Anh đỏ cái thương quá trời. Anh đang làm chứng ơn. Để đang làm chứng ơn bác. Sáng cho con. Xin lần đây. Tùy hay rất là nha. Suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Để ngày nào đó mình nhau gái đúng không? Sơ sơ hiểu nhau rồi đúng không? Như vậy chúng ta đưa ra quyết định được chưa? Thì ông Lan, chung ông Lan đến nha. 1, 2, 3. Dạ xin phép, hai đứa này hỏi nhau được kiến thức rồi đó, không phải đi. Xin phép đi. Cô xin phép đây là nghe con thêm được tốt cho tinh thần của mình. Thế thì tỉnh đẹp nào nữa. Tôi muốn xin phép. Mình cho con xin phép những hôn nó đánh trọn một. Trời ơi.
vừa nói xong tự nhiên bắt nó xuống, tự nhiên là hình ảnh này chú thích lắm luôn á. Thật sự ra là cả Ngọc Lan và cả Quyền Linh đã đánh mất đi những cái giây phút như thế này ở quá khứ. Chúng tôi ngày xưa không có được như vậy đâu, không được mạnh dạn như vậy. Và bây giờ khi mà đấu ra cái tuổi này thì chúng tôi mà ra cái rất là tiếc cái thời thanh xuân của mình. Sao chú muốn xem lại cảnh mà vừa lấy cho con nhén bắt lên làm bài không nữa? Lại làm bài. Đẹp lắm quá, to heo quá. Đây là hình ảnh mà các bạn nhớ mãi luôn. Quý rất là thật luôn quý vị. Thật ra có những cái người về lên đây là cũng là mình mà mẩy rồi là giả bộ này kia, nai ca này kia, nhưng mà thật ra hai cái này nó trong veo quá. Rất là thật, thật tới mức là muốn gì nữa đâu. À, dễ thương lắm. Thật ra là cứ tin rằng những cái lời nói của con nó tuy còn nhỏ nhưng mà nó rất là chắc. Cứ tin rằng những cái gì con nói bây giờ nó sẽ trở thành hiện thực ha. Chăm sóc nha, vâng thôi. Thế này nữa là thuốc nha, cố gắng liều nhìn nhau, hy sinh cá tính với nhau để chọn ngày là thuốc này nha con nha. Dạ, cảm ơn thú. Nhưng chị có một số con bài dành tặng cho đây nè. Ổn sáo thì được, nhưng mà chắc khỏi đi con, ổn sáo nó buồn quá. Nó bình yêu nghe tiếng sáo, nó bé đắt quá. Thế là ổn sáo nghe tiếng sáo kêu ngay gửi tặng cho bạn gái. Nghe sẽ bông chú Nguyệt Linh. Sáng là MC tối mặt xà bông, xong rửa chén, xong đặt đồ, xong rửa tay, sao ăn đi, đi chợ thế xong mà có hình chú Quỳnh Linh đó. Hôm nay bác thấy có làm hay phòng xà bông không? Đây là phần quà tặng đến từ bộ bóng hiển vô dồ, màu vàng cho bạn trai, màu trắng cho dành cho bạn gái. Rồi đi thấy ra mẹ, ta nghe này ha, không là đã bây giờ về Đồng Tháp ha. Mình tay cũng làm cho biết. Nếu mà mình tay cái spa là hướng để tặng những bạn mọi đứa gái về tặng cho ba mẹ nha. Hãy giữ lên đôi sắp này về đọc cho nó kỹ. Ăn hết trên hai cái bánh xong nói chuyện tình yêu. Độc thân vô tính vô lẽ đến bây giờ không có của bạn này nữa mà là của Ngọc Lan mọi người. Bằng cách bạn đó. Rồi hai đứa đi về để cái lưu xung quanh lại cho Ngọc Lan đi. Dạ, tại đây. Nhưng mà quý vị bạn vô tỉnh cua đó bạn. Vô tỉnh cua. Đọc thân vô tính cua lẫy. À, đây là cô gái chưa bỏ lòng hơn. Nà ế thiêu cho cháu đọc hoàn tâm khoảng 7 tháng thôi. Khoảng 2 năm mấy thì cưới nhau. Dạ, Duy Lan Châu bảo là lễ mất sạc thì cưới này, cưới nhau, cưới này thì lúc đó về nha. Hả? Đâu? Dạ. À, xác túi rồi mới về giới thiệu với mẹ hả? À. Ồ. Bởi vì là chắc là trượt cùng đứa nhiều bàn đề nhưng mà chắc. Lúc mà nó chưa làm dâu nó còn khen, bước về làm dâu nó khen. Đó, được đấy chú ạ. À, rồi. Mình cũng rất rõ lo nữa đấy. Nhưng mà đám cưới mình có vui không? Có cái điều gì ấn tượng á? Đám cưới hả? Đám cưới của em á thì lại có một cái điều mà rất là ấn tượng, chẳng là không phải là chỉ em, hàng xóm và bạn bè đều ấn tượng đó chị. Điều như là đặc biệt luôn á, cười ạ, cười em nó vào cái thời điểm đó là thời điểm lụt to, rất là to luôn. Mà ngắn cách các xã các huyện gần như là bị ngắn cách các xã các huyện rồi đấy. Đặc tuổi của em là vào 2020, cụ 2020 thì cái thời điểm đó nếu mà chị nhận quyền lấy chị lấy lòng và để là cái đợt trụ lụt to nhất của mình đúng, là đúng vào ngày cưới của em. Thôi, xong là cái ngày mà cưới ở bên nhà gái á thì phải là hỏi ngày ăn hỏi là phải những cái bàn gái này ở bàn cũng bức cho em á thì phải ở Vĩnh lên nhưng mà lại bị lượng ngắn để các cái trục đường không thể lấy bức cho em được. Xong anh em của nhà em cặp cố á ở cũng gần đó cũng sống một xã thôi nhưng mà ở xóm cạc cũng bị ngắn đường thể lên đường hố để đường đốt đó. Xong rồi đám cưới ở bên nhà gái thì cũng có thuế bạc để nấu ăn á, thuế bên nhà hàng á. Xong cũng phải gọi 1 giờ sáng là bên nhà hàng gọi đấy bảo là tình hình là chó thì họ đến mất chuẩn bị là chị không phải lấy được. Như là cuối cùng đám cưới diễn ra đám cưới nhà gái thì sao là như này mẹ sẽ trả lời về chia sẻ cái câu chuyện ở bên nhà gái. Còn em sẽ chia sẻ được về câu chuyện với nhà gái là lúc đó là gia đình mình là ngày 50 bỗng đi lấy hỏi
toàn bộ đi lấy hỏi là lấy là đặt rồi, lấy là hỏi nhà đã đặt rồi, đi lấy hỏi thì tối ngày 13 thì là lụt ngập hết á, ngập hết đặt hết đường, cho nên là mọi sự toàn bộ lấy là cũng có một cái gì cả. Lụt to của trời đất thế chứ bạn bạn. Rồi cuối cùng là có diễn ra không ạ? Cái quả là bên nhà gái thì phải gọi đến bác trưởng thôn bảo là tuy nhiên là bởi vì là thương mơ sắc cà rốt bảo là phải gọi đến bác trưởng thôn nhờ bác trưởng thôn bảo cho dân làng bảo là đang gửi con ngọc là phải hoàn lại đó. Sau thế là vẫn có hàng xóm thì vẫn có những người để nhưng mà lại thông cảm với họ bởi vì là lũ rất là to và nhưng mà hệ nguồn thứ nhất là nhà hàng thì không thể lấy được, không ai nào bán cả, con chờ cũng không ai để bán đó cả. Hay là lúc mà nhà đái lấy là nhà đái thì phải khoản mà lấy khoản lễ thì cũng không nhận được lễ bởi vì là đặt lễ ở chỗ khác nhưng mà không nhận được, cũng này không nhận được tin lấy lúc vừa đó cũng nhận được tin lấy mình đặt không nhận được. Nhưng mà sau đó là mình cố gắng xoay ra cùng đêm trong lùng nữa là mình vẫn xoay cùng tin lấy đặt nhưng không được hoàn hảo chính vẫn đủ lấy được cái bộ lề để ra sạc người bộ ta đi qua đi 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 qua là đi thì hỏi đấy. Lúc mà bán lại lấy thì thấy đi những các đối khác thì là nam thấy được đủ nhưng mà nhà em thì lại là cô cả bạn này có ai là dùng để bấy lấy hết thì không có người vì cả cái cặp đôi đó là không thể lấy được. Bên nội là gồm có cả mẹ chồng cả bố chồng đứng lề luôn đó. Bên ngoài thì là gồm có cả là ai cũng được là ăn được có người là đúng là đúng là đám cưới là đủ năm cặp chứ mà không phải là đó là người bấm con là để đặt mà con cái lúc mà bắt đầu đến lúc mà nói đến cái khoản ăn uống thì lúc đó bảo là thôi quy đầu nhanh lên nhà ai có món gì thì bán lại đó bởi vì là mất tiền, thứ nhất là mất tiền, hắn hỏi cũng mất tiền, xong chờ thì không bán mà lụt lụt trong nhà cũng không có một cái gì cả. Xong rồi bảo là nhà cô này có cái món gì này thì bán đậy gọt, xong rồi là nhà cô có món gì thì bán đậy bán đậy cũng có mỗi nhà một tí xíu này cùng nhau lẩu lấy một cái vài cái món cơm để nhà nội với nhà ngoài ngoài cũng có thể là nuôi ăn cơm được với nhau á. Thật ra đó là một cái sự cố nhưng đó cũng là một cái ấn tượng nhất, đáng ấn tượng nhất á, tức là bà đâu sớm có món gì đem đó, bò ho bánh canh hủ tiếu cơm gì đó có gì đây đó là có gì thập cẩm luôn đó không. Khi bố em với bạn em cũng ở trong xe ở trong nhà trắng và thì đặt chuyến bay từ nhà trắng về thì không phải về được mà phải bay bìa như là bị tắc nghẽn chuyến bay á, xong phải bay ra sen và bay ra hà nội rồi lại bay về Vinh. Rất là nhiều chẳng thì mới có thể là có những cái người lần để nói chuyện cùng người là đã đi bố mẹ nói chung mà đã bước diễn ra đang diễn ra thì mà nó bị trục trặc nhưng sau này nó làm thì niềm rất là vui đó, không bao giờ có đó. Trong những cái lúc mình nhờ vì đang hai bên đang ngồi ăn cơm bộ đầu sàn bạc thì rồi chứ mà còn một số khách chứ đang nhà gái mời á nhưng mà vì là cũng người ta hoàn rồi chứ mà cũng có kiểu để né được điện thoại chứ đâu không có không nghe được cái bản cứ đẩy đi đã bản cứ đẩy đi đã mình thì đã thất kịch thông cảm nói ra vì đã gửi trước nên ra đặt ra một tỷ đều không quên được. Con cũng bảo mẹ là mẹ cha mẹ cũng có nói là về cung cáo bởi vì là đúng rồi hỏi nên kể cái câu chuyện cung cáo thì là cũng phải nhờ người đi mua cũng không có sáng phải nhờ cái nội của những người này người kia đâu này thì cái bông cáo để đi lấy hỏi thì mình chưa có một cái lấy gì cố gắng trong một cái đến một tỷ một to được cả đi cả là thần đơn mà cố gắng là nhờ một cái người hay là sọ đỏ mà cứ đi hết làm hết đỡ biết mình chồng có được thì mình lại không có thể tìm cần được để mà bông cáo á. Thôi là có những chồng mà hai đi chạy đi tìm bông cáo buổi một hai giờ sáng rồi mà trời vẫn mưa. Từ ngờ tới nhìn là thầy không có cáo nào là họ lấy rồi, có nghĩa là họ bán đi người khác rồi á. Sau đó là cuối cùng vẫn của những chầu mà mình đấy là những chầu mình nướng được tạt cả mình luôn á, con nướng to luôn, nướng to cả nướng tạt cả mình luôn chứ không gì họ quên. Lúc đó Linh đang ở Quảng Trị thì hình như là xảy ra cái việc là cái lòng đắt đấy, cái sự việc rất là đau lòng, có rất nhiều người đã bị làm tới đó. Đó là một câu chuyện buồn nhưng mà thực ra là những năm tháng đó họ cũng rất là đoàn kết với nhau để cùng vượt qua một cái giai đoạn đó khó khăn. Lúc tôi đang ở Quảng Trị, tôi đang đi làm các chương trình xã hội, tôi lên thăm cái rất nhiều nhà bị ngăn cách và sau đó tôi về con vuông, tôi bị kẹt ở đó con vuông luôn, nó